Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Phụ kiện Dưỡng Sinh và tiếp nối series những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại Huawei Nova 3e. Thì trên tay của mình đang cầm là một sản phẩm bao da đến từ thương hiệu New King Win, được sản xuất dành riêng cho chiếc điện thoại Huawei Nova 3e. Và chiếc bao da này được bảo vệ bởi một chiếc vỏ nhìn rất là chỉnh chu ha các bạn, có ghi đầy đủ thông tin của nhà sản xuất và mã check để mình phân biệt được hàng chính hãng. Tên thương hiệu là New King Win ha các bạn. Và mình xin phép được gỡ chiếc bao da ra để tiện giới thiệu các bạn. Đây các bạn. Và hiện tại thì shop có 3 màu. Đây màu đen, màu đỏ và màu vàng ha. Mình cũng đã gỡ ra sẵn để tiện giới thiệu các bạn. Đây là chiếc màu đen. Và với thiết kế bề ngoài được làm bằng da nên là khi mình cầm lên có cảm giác rất là chắc chắn. Đây các bạn, chắc chắn ha. Và đặc biệt là thiết kế 4 góc ôm sát chiếc điện thoại của mình sẽ bảo vệ tối đa chiếc điện thoại không bị trầy xước khi các bạn vô tình va chạm máy. Và đặc biệt hơn thì 4 góc được làm bằng nhựa cứng, khi các bạn ấp chiếc ốp lưng lên các bạn sẽ thấy yên tâm hơn khi các bạn vô tình va chạm máy ở 4 góc cạnh ha. Và với thiết kế từng bộ phận rất là phù hợp với máy, như là camera dặn dọc, nút nguồn, nút âm lượng, rất là phù hợp với máy. Đặc biệt hơn là chiếc bao da này được thiết kế một chiếc ví nhỏ để mình có thể đựng các vật nhỏ như là tiền hoặc là các digit vân vân. Đây các bạn. Và đây là chiếc màu đỏ ha. Rất là đẹp. Và đây là chiếc màu vàng. Và mình xin phép giới thiệu lại với các bạn, trên tay của mình đang cầm là chiếc bao da đến từ thương hiệu New King Win, sử dụng cho chiếc điện thoại Huawei Nova 3e. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện giấy sinh.com hoặc số điện thoại 0942 385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube Phụ kiện giấy sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.